Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Cơ Ô Tô. Và đây cho toàn thể quý cô bác quý anh chị em nhà mình cùng xem. Đây là một chiếc Toyota Altis sản xuất đời 2009 các bác nhé. Biển Hải Dương, màu đen bóng đẹp đây cho toàn thể quý cô bác quý anh chị mình. Đèn pha trong sáng đẹp, đèn gầm đầy đủ đây cho toàn thể các bác này. Và chiếc xe này được trang bị động cơ là 1.8 phiên bản số sàn các bác nhé. Xe thì vẫn được trang bị màu đen bóng đẹp xinh nhan trên gương. Ga ghế da zin xịn nguyên bản. Đây cho bác cùng xem này. Ghế da zin nhá các bác nhá. Đây ạ. Zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu đây cho toàn thể quý cô bác các chị này. Đấy. Táp ly táp lô thì bao đẹp, đã có trang bị màn hình giải trí cam lùi và có cam hành trình đầy đủ đây cho toàn thể các bác luôn rồi. Các bác nhé. Đấy. Đây à. Cho bác cùng xem này. Sâu sát hơn. Bác chủ thì lên cho em nó hai cái móc này để chúng ta có thể móc đồ này, coi nhá, hai cái móc này để móc đồ. Đấy. Ghế vẫn là ghế xịn này, các bác nhìn này. Ghế da zin xịn từ đầu nha quý anh chị nhá. Vẫn còn rất là căng này, các bác nhìn không? Ấy, vẫn còn rất là căng mọng. Đây ạ. Rồi những cái phần bên dưới này các bác nhìn này, vẫn còn nguyên. Nguyên từ đầu nha quý anh chị nhá. Tất cả những cái con Altis là những cái phiên bản lên 2009 giờ lên nó sẽ như thế này. Đẹp như này rồi. Và có cân bằng điện tử đầy đủ đây. Màn hình giải trí Android bản OLED và có trang bị cả cam hành trình. Đây các bác nhá, đây ạ, có cam hành trình đầy đủ này quý anh chị nhá. Vô lăng tích hợp phím bấm đầy đủ đây cho các bác cùng xem đây ạ, vô lăng này. Các bác nhìn chưa? Vô lăng củ số khá đẹp luôn. Và chiếc xe này đây ạ, chúng ta có thể kiểm tra thông số của em nó này. Đấy, 78.000 các bác nhá. Xe chạy được 78.396 km. Đấy. Gương kính, cụp điện, mở điện, táp lô thì quá đẹp luôn đây rồi, coi nhá, đây. Đấy. Táp ly, táp lô đẹp, đây cho toàn thể quý cô bác, quý chị em nhà mình cùng xem. Đấy. Bù lồng ốp vít này, các bác nhìn này. Đúng không ạ? Đấy, bù lồng ốp vít này. Rồi đây chúng ta có thể sang phía đằng sau này để chúng ta có thể xem phần những cái phần táp lô, táp ly, tất cả các chi tiết của em nó đây coi nhá. Đây nữa. Nói chung là nói về dòng Altis thì nó là phân khúc trên của Vios và nó là phân khúc dưới của dòng Camry, coi nhá, nó là tầng giữa đây. Coi nhìn phần này bọc da hết này, đấy, phần này thì sơn giả vân gỗ này, khay để nước trên các cánh cửa này, lót sàn chỉ tiêu 3D cộng thảm rối đẹp, ghế sau này cũng vậy, cũng vẫn là ghế da zin xịn đây nhá quý chị nhá, đây ạ, đấy, vẫn là ghế da zin xịn, keo chỉ thì đương nhiên rồi, keo chỉ thì còn nguyên, gương kính zin hết, kể cả đằng cánh trước cánh sau nhá quý chị nhá, la răng đúc phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh đây. Đấy, các bác nhìn quả la răng này. Nhìn nó cũng tương đối ok đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. Đấy. Khá đẹp luôn nha quý chị nhá. Khá đẹp luôn. Phía sau này thì các bác nhìn này, đèn thì rất là trong, sáng đều đẹp hai bên đây, đèn hậu phía sau đây các bác nhá. Rồi có trang bị hai cảm biến lùi, có mắt cam lùi đầy đủ luôn cho các bác luôn rồi. Động cơ 1.8 các bác nhá, động cơ 1.8. Và đây ạ. Đấy, bên này cũng vậy nhỉ. Lốp lắp rất là đẹp luôn đây nha quý chị nhá. Lốp lắp rất là đẹp luôn đây. Đây ạ. Từ tất cả những cái phần keo chỉ này cũng thế nhá quý chị nhá. Đấy. Bên đây cũng vậy này, tất cả những phần này ốp da hết. Đấy, táp ly táp lô con này đẹp. Bên đây các bác nhìn này, ghế da đẹp này. Phía sau này thì có một cái gạt tàn đây coi nhá. Đấy, gạt tàn ở phía sau này. Nhớ quý chị nhá. Đầy đủ luôn. Các bác nào cần tư vấn hỗ trợ, cần giải đáp thắc mắc, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Công qua số điện thoại em ghim trên tiêu đề của bài rồi. 0984883980 có nhá. Đây. Và bên đây nữa cũng vậy. Bắt đầu chưa đăng ký kênh thì hãy vào bấm thích trang, bật thông báo của trang lên các bác nhá để nhận những thông báo mới nhất. Vâng, đây ạ. Chúng ta có thể quan sát đây. Bên dưới này các bác nhìn. Đấy, những cái khe này cũng vẫn còn rất là đẹp luôn. Khe này là những cái khe thắt nước các nhá. Không hề bị mối mọt, không hề bị bục. Đấy, đây các bác nhìn này. Phần này cũng là da hết. Da hết đây nhá các bác nhá. Rồi phần táp ly bên đây cũng vậy này. Phần này thì sơn giả vân gỗ này. Những cái phím bấm đây rất là rõ nét đây nhá quý anh chị nhá. Đây ghế da đây. Zin xịn nguyên bản theo xe từ đầu nhá quý anh chị nhá. Xe trang bị gương kính chỉnh điện, cụp mở điện đầy đủ, vô lăng phím bấm đầy đủ đây cho các bác luôn. Có nhá. Mời các bác chúng ta sẽ xem đến phần động cơ. Đến một cái phần cực kỳ quan trọng của chiếc xe này. Có nhá. Thiếu cái này là xe không vận hành được đúng không ạ? Chiếc này có trang bị phanh ABS này các bác này. Đây, cụm phanh ABS đây cho các bác cùng xem này. Đấy. Cũng còn rất đẹp, con này vệ sinh thì cái này nó rất là sạch và đẹp nha con nhé. Từ những cái thanh răng bên trên này các bác có thể thấy được là xe nó rất là vuông vắn. Đây, coi nhé, rất là vuông vắn này. Đấy, rất là vuông vắn, rất là đẹp đây cho toàn thể các bác cùng xem. Đây nữa cũng vậy này. Đấy, đây, cabo đây. Có nhìn chưa? Phẳng phiu này. Những cái lỗ này cũng vậy này.
Đây coi nhá. Ấy, những lỗ tròn xe đây cho các bác cùng xem. Logo của hãng này. Đấy, đây ạ. Rồi cái tấm nỉ chống ồn cách âm này nó cũng vẫn còn zin nguyên. Zin nguyên đây nhá quý cô bác chị nhá. Máy móc thì ok rồi. Nói chung là Atis thì không làm chúng ta thất vọng. Vì thực sự để mà nói về chạy những cái dòng Atis này nó sướng cực kỳ luôn. Máy 1.8 cực khỏe nha quý anh chị nhá. Máy cực chất luôn. Em cũng đã đi thử rồi, cũng chạy thử cả cao tốc rồi, xe nó rất là đầm luôn. Đi sướng lắm. Đi rất là phê luôn nha quý cô bác chị nhá. Đây. Các chi tiết hai bên ụ này. Ác quy cạy nhẹ cái nổ luôn nha quý anh chị nhá. Đấy. Trục cực vẫn còn nguyên. Đây ạ. Cho các bác cùng xem. Máy số chất, điều hòa mát, thân vỏ thì quá đẹp luôn rồi. Đấy, nội thất thì là zin nguyên bản theo xe từ đầu. Một mẫu xe mà những cái tầm mà chững chạc một chút hoặc là trung tuổi hoặc là những người mà kinh doanh cần cái sự tin tưởng mà chúng ta đi những con này thì khá là ok. Khá là ok luôn các nhá, khá là chất luôn. Và chiếc xe này thì em đang chào bán gửi tới anh chị em nhà mình ngày hôm nay với giá bán là 335 triệu đồng. Quý cô bác chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Atis sản xuất đời 2009 số sàn như này có thể liên hệ trực tiếp với em Công qua số hotline em ghim trên tiêu đề của bài 0984883980 phía bên trên nha quý cô bác chị nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý anh chị hãy vào bấm thích trang, bật thông báo của trang để không bỏ lỡ những video như này cũng như là những cái khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 11:30 buổi trưa tất cả các ngày trong tuần các bác sẽ nhận được thông báo về máy các bác nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý anh chị em nhà mình đã luôn đồng hành ủng hộ và chia sẻ cùng em Công Auto. Hẹn gặp lại quý cô bác quý anh chị em nhà mình vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.